Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của chương trình Việt Mỹ TV. Chúng tôi trở lại phần phỏng vấn với luật sư Dina Nguyễn cũng như cựu nghị viên của thành phố Garden Grove. Và thưa luật sư, hồi nãy chúng ta đang nói về vấn đề mà luật sư miễn phí, mà Khải nghĩ là cái từ đó dùng nó hơi không có được chính xác, không có nói lên được đúng cái vấn đề, cái chân tướng của sự việc, đúng không ạ? Thì theo Khải biết đó, là nếu mà nói về public defender thì nó cũng gần như là tương đương với bên công tố viên. Tức là giống như luật sư nói, cái người mà được giao cái trọng trách để mà bảo vệ, phải không ạ? Tức là biện hộ cho một cái người bị cáo mà đang bị truy tố một cái tội đại hình sự là ít nhất phải có 10 năm kinh nghiệm. Thì không biết luật sư có thể giải thích rõ hơn về cái public defenders. Dạ vâng, cái vấn đề không phải là được luật sư miễn phí, yeah, mà vấn đề đây là được sự đại diện mà bảo vệ những cái quyền lợi của mình, thì cái người luật sư đại diện mình phải có đủ khả năng để bảo vệ những cái quyền lợi đó, và tòa sẽ cho phép một người có đủ khả năng làm cái quyền lợi đó, và để bảo đảm những cái người bị cáo có sự đại diện căn bản để bảo vệ quyền lợi đó, thì Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra những cái ngân khoản để lập ra cái văn phòng public defender, văn phòng mà tức là gần như nó là tương đương với công tố viên, mà nó làm cái chuyện ngược lại với bên công tố viên. Đúng rồi. Yeah. Tức là những cái người đó thứ nhất là cũng phải có bằng cấp và khả năng tiêu chuẩn, yeah, và họ trả lãnh lương cũng gần như tương đương với những công tố viên, chứ họ không phải là cấp dưới của công tố viên. Ngang với công tố viên. Thành ra chúng ta phải hiểu cái vấn đề không phải là họ là luật sư thí. Tức là, và điều hồi nãy Khải cũng muốn trình bày luật sư có nói mà có thể một số quý vị hiểu lầm, thì Khải nghĩ đúng, có thể thời gian đầu những luật sư mới ra trường, đúng không ạ, thì có thể xin vô để làm cho công tố viên hoặc là bên public defender. Đúng rồi. Tức là lên cứ gọi là luật sư bào chữa của chính phủ. Vâng. Nói về cho nó có vẻ đúng cái nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình khán giả đó là đã biết là dạ, ok, mình có cái hệ thống như vậy, luật sư sẽ được bổ nhiệm nếu mình không có luật sư riêng. Dạ. Dạ. Mà những cái người đó hoàn toàn không phải là, ý là nói là khi họ mới ra trường họ có thể xin vô đó, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của một cái người luật sư, thưa luật sư, phải, là luật sư, như anh Khải nói, phải đủ tiêu chuẩn để bảo vệ quyền lợi của cái người bị cáo. Dạ không, cái này Khải nói hơi đụng chạm luật sư. Nhưng mà kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta ở Việt Nam, khi mà nói đến luật sư thì có vẻ chúng ta rất là trân trọng, rất là tôn trọng họ, có thể nói là sợ hãi nữa, tại vì cả nước hình như chỉ có vài ngàn luật sư. Kính thưa quý vị, nhưng mà ở Cali không, theo Khải biết có mấy trăm ngàn luật sư ở có bằng hành nghề ở Cali, đúng không ạ? Vâng. Thì kính thưa quý vị, đối với một người Mỹ đó, thì thật sự cái bằng luật sư nó, Khải xin lỗi, đối với xã hội những người Mỹ mà có tiền á, thì đối với họ cái bằng luật sư nó chưa là cái gì hết, đúng không ạ? Luật sư mà có thể cãi được ở tòa, mà luật sư có tên tuổi để mà người ta tìm đến mình, người ta trả tiền cho mình để mình ra tòa cãi cho người ta, là thưa luật sư, là con số đó là bao nhiêu so với mấy trăm ngàn luật sư kia? Cái đó không có cái thống kê nào nói hết anh Hải. Dạ. Nhưng mà cái ngành luật sư này á, họ chia ra nhiều chi nhánh lắm. Dạ. Có người thì để đi về những cái những cái công việc mà phải ra tòa, và yeah, có người không có đi vào những cái ngành đó mà đi những cái công việc không phải ra tòa, nhưng như là những người về luật sư về kế toán, luật yeah, sư về thuế, luật sư mà bảo vệ về tài chính thì họ không ra tòa nhiều, nhưng mà cái người có tiền rất là cần luật sư và bảo vệ tài chính của họ. Yeah. Yeah, nên tùy theo cái nhu cầu của cái người dân. Có lẽ Khải không dám xúc phạm hoặc là nó gọi là degrade hoặc là nói xấu những người luật sư, mà ý cái điểm mà Khải muốn nêu ra đây, kính thưa quý vị, ý Khải nói đây á, là cái người giống như luật sư nói, một người mà đã đeo đuổi theo cái nghề luật mà sau này họ muốn có tiền, họ muốn thành công, phải không ạ? Tức là được nổi tiếng, thì cái điều quan trọng nhất theo Khải nghĩ đối với những người luật sư là cái record, đúng không ạ? Vâng. Cái record có nghĩa là trong lúc họ nói là cái lịch trình á. Dạ. Dạ, lịch trình làm việc của họ, thì khi mình nhìn vào cái lịch trình làm việc của một người luật sư, mình coi về cái quá khứ họ làm gì. Chẳng hạn như một luật sư về tài chính thì họ đã từng một người thành công đã từng đại diện những cái cơ sở lớn. Dạ. Tại là hoặc là vâng, về nói về luật sư hình sự thì những một người luật sư đã thắng những cái vụ kiện lớn hoặc là thắng nhiều cái vụ kiện. Dạ thưa luật sư, nếu vậy bây giờ cho phép Khải dùng một cái ví dụ dân dã hơn nữa, thì chúng ta cứ nhìn cái người luật sư bên đây giống như là tôi là hành nghề võ sĩ Quyền Anh, kính thưa quý vị, phải không ạ?
Võ sĩ Quyền Anh, kính thưa quý vị, cái vấn đề không phải là tôi đã ở trong nghề này 20 năm, tôi đã đấu 100 trận, phải không ạ? Cái quan trọng võ sĩ Quyền Anh, giống như quý vị thấy tại sao cái anh mà khi ở bên Philippines ảnh được trả mấy trăm triệu, là tại vì trong quá trình thi đấu của anh đấu 50 trận thì anh thắng hết 50 trận knockout, đúng không ạ? Thì anh mới trở thành một cái top, một cái người mà nổi tiếng được. Thì theo Hà nghĩ luật sư cũng như vậy, có phải không ạ? Có nghĩa là trong cái quá trình mà ra tòa của mình, nếu mà mình được giao nhiệm vụ mà biện hộ cho 10 người mà 10 người đều được trắng án hết, thì tự nhiên là ai từ từ họ cũng đổ xô đến mình, đúng không ạ? Thì nếu theo Khải nghĩ những người public defender họ cũng không muốn thua, bị gọi là thường thường á, anh Khải à, thường thường ở luật pháp của Hoa Kỳ khi mà sở cảnh sát, văn phòng biện lý có bằng chứng để đưa một người ra tòa đó, thì người ta không có tội cho đến khi nào bộ thẩm đoàn kết tội thì mới có tội. Nhưng mà phần đông những cái hồ sơ đó là người ta đều có tội tại những bằng chứng. Dạ. Tuy cảnh sát không có thời giờ hoặc văn phòng biện lý không có thời giờ để xử, đem ra xử những cái hồ sơ mà không có đủ bằng chứng. Dạ. Nên thường thường một cái hồ sơ mà đã đến tòa thượng thẩm rồi thì bằng chứng rất là nhiều. Dạ. Thì một trong những cái cách mà mình kiếm một người luật sư giỏi tại Hoa Kỳ á, là dù có nhiều bằng chứng để kết tội thân chủ của mình, nhưng mình đã có khả năng để mình thuyết phục sao cái án của thân chủ mình lại bị bớt đi nhiều, chứ không có phải là chỉ là khi đi ra tòa rồi thắng thôi. Yeah. Dạ. Có nghĩa là mình vẫn hoàn toàn phải tìm đủ mọi cách để mình giúp được cho thân chủ của mình đem lại kết quả, để mà sau này khi mà người khác người ta nhìn vô cái hồ sơ của mình, phải không ạ? Người ta thấy đó, ồ, anh này anh đã từng giúp được bao nhiêu người này như vậy, như vậy. Chứ không phải như mình nghĩ là luật sư Thí là ra đó thì anh mày chết, xin lỗi quý vị, mày chết kệ mày, với tao đâu có phải chuyện của tao. Chẳng như hãy như là một cái phiên xử rất là famous, nổi tiếng, đó là O.J. Simpson, anh nhớ không? Anh bao nhiêu bằng chứng, cả thế giới thấy bao nhiêu bằng chứng, nhưng cuối cùng ông không bị kết tội. Và luật sư rất là giỏi. Đó là tài cán của luật sư. Thành ra kính thưa quý vị, hồi nãy luật sư mới đưa ra một cái vấn đề nữa, xin phép cho, mặc dù có lẽ chúng ta phải có những chương trình kế tiếp để mà nói thêm nhiều những cái qua những cái lĩnh vực khác. Nhưng mà luật sư mới nêu ra thể muốn trình bày cho rõ ràng hơn để quý khán thính giả hiểu thêm về cái vấn đề mà như nãy chúng tôi có nói, cảnh sát. Cảnh sát là giống như luật sư nói, họ chỉ là cái cơ quan để thu thập bằng chứng thôi, đúng không ạ? Họ không có cái thẩm quyền để kết tội, kết án, quyết định có truy tố hay không, đúng không ạ? Có nghĩa là bây giờ nếu xin phép cho Thầy đi thẳng vô cái vụ sự kiện này để làm ví dụ. Nếu mà có một người gọi điện thoại cho sở cảnh sát nói, ồ, con tôi coi điện thoại của nó, mở ra thấy có hình ảnh đang hành động dâm ô với một người này, thì rõ ràng theo điều luật là cái người đó là phạm tội có hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên. Kính thưa quý vị, nhưng mà cảnh sát chỉ có quyền lấy chứng cứ, và nếu họ muốn thu thập thêm chứng cứ mà mình gọi là một cái sting operation á, thì họ phải liên lạc với văn phòng biện lý, phải không ạ? Là nói bây giờ chúng tôi không, dạ không, có lúc họ sẽ liên lạc với văn phòng biện lý để có sự hợp tác. Tại vì văn phòng biện lý ở đây cũng có một cái chi nhánh về điều tra. Nhưng mà có phần đông là họ tự làm những cái sự điều tra đó. Nếu mà những cái tự đó thì thưa luật sư, có phải là cái quy trình đó đã được thông qua, đã được tòa cho phép, tức là có những cái là điều lệ mà họ phải thực thi theo đúng những cái trong cái sự điều tra của tư cảnh sát hoặc là một những cái văn phòng mà điều tra đó, thì có một cái quyền lợi mà một người bị cáo có, đó là cái quyền mà không có bị xét, search and seizure, là freedom from search and seizure, là họ có cái quyền lợi không bị xét nếu mà không có án tòa. Tức là như vậy, xin phép luật sư cho Khải trình bày với đồng bào ở Việt Nam thêm rõ hơn. Nói là, kính thưa quý vị, ở bên Mỹ này đó, cảnh sát không có quyền tự nhiên gõ cửa xông vào nhà mình lấy thu thập chứng cứ, mặc dù họ đoán, họ nghi, họ biết có thể Khải là đầu nậu buôn bán ma túy, phải không ạ? Nhưng mà nếu muốn vô nhà Khải để chụp hình, để lấy cái bằng chứng đó, thì họ phải báo với bên tòa án và văn phòng biện lý để lấy được cái giấy phép. Lấy được cái án tòa nói là có quyền vô, và khi vô phải họ phải chính xác là họ viết trong cái giấy của quan tòa là họ kiếm cái gì. Chứ không phải là họ đi vô, họ kiếm đồ của ông A,
thì ông họ phải đi vô thẳng phòng của ông A, chứ họ không có được đi vô phòng ông B, tại vì trong án tòa đâu có gì nói đến ông B đâu. Vâng. Rồi nếu mà giống như xin cái giấy phép đó, giống như luật sư nói, phải làm đúng theo cái lý do và theo cái quy định của cái giấy phép đó cho phép. Khải nói thêm thôi, Khải không biết luật sư có thể xác minh lại. Nếu mà trong cái quá trình mà vô đó mà không biết là giả vờ là xin phép thế này mà vô lấy bằng chứng khác, thì xin phép luật sư cho biết là ra tòa thì cái bằng chứng đó có được cho phép dùng không? Luật sư mà đại diện cho cái người bị cáo có thể tranh chấp cái bằng chứng đó. Và nếu mà đã lấy bất hợp pháp thì tòa sẽ không cho sử dụng cái bằng chứng đó. Có nghĩa là thẩm phán sẽ nói với bồi thẩm đoàn, quý vị coi như là đã chưa bao giờ thấy được cái bằng chứng đó, bằng chứng đó không có giá trị. Sẽ không có cơ hội mà để nói bồi thẩm đoàn. Được mang ra tòa để mà trình bày cho bồi thẩm đoàn. Đúng rồi. Rồi, thưa bây giờ trở lại cái cụ thể hơn là nếu mà chúng ta nói bây giờ cảnh sát gài bẫy cái người này, thì theo như Khải biết, giống như hồi nãy mình mới đưa ra đúng không ạ? Cảnh sát không bao giờ có quyền tự nhiên giả vờ đến để mà dụ dỗ, để mà mồi chài để cái bị cáo có thể là gài bẫy, tức là mồi chài. Xin phép luật sư có thể trình bày thêm về cái... Cảnh sát có thể điều tra, trong cái cuộc điều tra đó có thể làm những cái công việc để thâu nhập những cái bằng chứng, những cái nhân chứng. Nhưng nếu mà cảnh sát đi ngoài giới hạn đó thì những cái gì mà cảnh sát thâu nhập sẽ bị loại ra và không có vô đến cái phiên xử, mà cũng không có được trình bày cho bộ. Tức là trước khi kính thưa quý vị, cái hệ thống tòa án theo Khải biết là nếu mà muốn thành lập hồ sơ thì mình phải trình bày với bên đối phương, phải không ạ? Tức là bên biện hộ và với tòa, với tức là thẩm phán, là tôi có những cái bằng chứng này thì bên kia họ mới đấu tranh, họ nói không, cái bằng chứng này không có hợp lệ, đúng không ạ? Thì tòa mới là cái người quyết định là có được sử dụng bằng chứng đó hay không. Bây giờ cho phép Khải trở lại. Để tại sao mà có những cái tin đồn bên Việt Nam là ông Minh Béo đã bị gài bẫy. Vâng. Trước hết là ông cái mà việc cảnh sát có một người vô để điều tra đó. Nhưng mà cái việc đó nó xảy ra sau khi đã có người tố cáo rồi, và có bằng chứng. Và có bằng chứng rồi thì lúc đó cảnh sát mới muốn để thâu nhập thêm những cái bằng chứng nữa thì mới đi vô gặp cái ông Minh Béo. Dạ vâng, thưa luật sư, có phải cái từ tiếng Anh nó gọi là probable cause, đúng không ạ? Phải có lý do chính đáng để mà cảnh sát mới có quyền tiếp tục điều tra. Đúng. Cảnh sát phải có cái probable cause, là có lý do chính đáng để cho người chánh án á, mà cho cái án tòa để vi vô xét người hoặc xét cái nội vi của cái nhà của cái người đó máy đó, tính trong hồ sơ tất cả là những cái gì cá nhân của họ đó, thì phải có cái án tòa, thì cái trước khi có án tòa đó thì cảnh sát phải chứng minh cho tòa là nó có probable cause, là có cái điều nghi ngờ. Tức là chính mắt thấy anh này làm cái gì, hoặc là có người tố cáo. Vâng. Bây giờ nội mà vấn đề nói là trong cái quá trình mà họ gọi là gài bẫy đó, kính thưa quý vị, mà theo Khải hiểu nó gọi là sting operation đó. Cái này thật sự Khải không có giỏi gì, nhưng mà luật sư biết trên cái đài có anh chàng hình như đài số 4, họ làm cả trăm cả ngàn cái chương trình như vậy, đúng không ạ? Tức là họ đã từng chiếu lên TV, kính thưa quý vị, ở chương trình Hoa Kỳ. Tức là theo như Khải biết á, cái thủ tục mà cái quy trình mà gọi là gài bẫy này nó phải là như vậy. Tức là họ tạo cho cái cảm giác bị cáo nghĩ họ là trẻ vị thành niên. Có nghĩa là họ rõ ràng họ... Cái chương trình đó không phải là để gài bẫy như là... Báo chí Việt Nam đã nói cái chữ gài bẫy, nhưng mà cái chương trình đó là cái show đó gọi là Bad Boys. Xong rồi trong đó thì ti cảnh sát đi ra kiếm những cái người mà họ biết đã vi phạm luật pháp rồi, theo những cái bằng chứng họ thu góp và họ muốn điều tra thêm. Đó là thu thập bằng chứng nữa. Vâng, là điều tra thôi chứ không phải là gài bẫy. Và cái quan trọng, kính thưa quý vị, là thứ nhất là để mà cấu thành tội á, tức là có cơ sở đó, thì đúng là cái người mà gọi là cảnh sát chìm đó có thể là cộng tác viên, phải không ạ? Là những cái người con gái 20-30 tuổi nhưng mà nhìn giống như 13-14. Hoặc là nếu mà lên internet dùng nó gọi là chat mà trao đổi qua internet và chat sex á, thì không thấy mặt, hoặc là nói điện thoại thì họ có thể giả giọng. Vâng, ở đây cảnh sát có quyền làm những cái sự điều tra, chẳng hạn như là có một cái văn phòng riêng trong ty cảnh sát
chuyên bắt những cái người mà buôn ma túy, thì họ có một cái nhóm đó, cảnh sát sẽ mặc đồ như là người dân bình thường rồi đi ra kiếm cái kiếm mua ma túy, thì khi mà họ có cái người mà bán ma túy cho họ thì họ có quyền họ điều tra thêm nữa. Nhưng mà thưa luật sư, không biết luật sư có thể trình bày cho nó rõ hơn là theo như Khải biết á, là mặc dù là như vậy, là mặc dù là mình giả dạng mình để thu thập chứng cứ nhưng mà mình không có quyền mùi chài, đúng không ạ? Giả dụ là nếu mà mình biết là cái người bị cái người gọi là tình nghi đó, mình tình nghi người đó và mình biết là khi mình đến đó họ sẽ làm y hệt như là mình nghĩ, thì cái điều đó là một trong những cái mà luật sư đại diện cho người bị cáo có thể cãi là tuy cảnh sát biết sẵn là người này sẽ làm như vậy rồi. Đó, có nghĩa là giống như luật sư trình bày, kính thưa quý vị, tại vì á, những cái người cảnh sát mà thâm niên mà có kinh nghiệm đó, họ hiểu nếu trong cái quá trình đi thu thập bằng chứng mà họ mồi chài, tức là họ gợi ý cho bị cáo. Nhưng mà trong trường hợp này anh Khải, khi mà cảnh sát đến cái người bị cáo ông Minh Béo này á, thì họ không biết là ông Minh Béo này sẽ làm như vậy, là vì cái những cái người mà nạn nhân lại là những người minor, những người vị thành niên, nên những người vị thành niên họ có nhiều khi họ không có đủ khả năng để trình bày cái câu chuyện của họ và để make sure là để cho bảo vệ quyền lợi người vị thành niên, cũng như là để không có cái sự lầm là bắt lầm á, thì họ mới phải làm thêm như vậy để tức là xác minh lại là cái chuyện này nó có thể xảy là ra cái người tố cáo như là cái người không? Người thành viên đã nói. Nhưng mà thưa luật sư, kính thưa quý vị, ý Khải nói là cho các Khải lấy lại cái chương trình TV để Khải làm ví dụ, tức là theo như những lần Khải coi á, là nghe trăm lần như một, có nghĩa là cái người giả dạng này đó, thứ nhất là trong cái lúc trao đổi qua điện thoại, qua internet, họ đã thông tin cho bên kia biết họ là dưới 18 tuổi, cha mẹ không có nhà, đúng không ạ? Thành ra khi mà cái người mà đến gõ cửa nhà họ đó bước vô là rõ ràng là người này là cảnh sát đã có thông tin, cái người đó là đã biết, đã muốn đến gặp một cái người dưới tuổi vị thành niên vô nhà một mình, không có cha mẹ, không có người giám sát. Và nếu mà cần cho cái cơ sở bằng chứng nó nhiều hơn nữa thì họ sẽ cứ giả vờ nói này nó là để cái người kia tự cởi đồ, tự làm này làm lọ ra thì nó có thêm bằng chứng, chứ họ không bao giờ cái người cảnh sát mà giả vờ cởi đồ ra múa may lõa lồ trước cái người kia để người kia ấy rồi để mà cáo buộc, thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra. Ý Khải muốn nói là khi như mà vậy, có sự nghi ngờ thì cảnh sát có quyền làm như vậy. Ý Khải nói đây đó, theo Khải dự đoán, theo Khải suy đoán đó, là cảnh sát có thể trao đổi với bị cáo và họ sẽ nói với bị cáo, ồ ví dụ như tôi là bạn của Thanh đó, gì có nghĩa là vấn đề tuổi. Vấn đề chính đây á, là không phải là gài bẫy những cái người mà bị cáo, vấn đề chính đây á, là để làm những cái hành động để bảo vệ cái người thiếu vị thành niên, cũng như là vị thành niên, để cho họ không có bị xúc phạm và để cho họ không có bị thiệt hại, tức là xác minh lại cái câu chuyện. Đúng, đó là cái vấn đề chính. Chứ cái vấn đề mà gài bẫy thì không có. Thành ra bởi vậy Khải mới nói là tất cả mọi cái chuyện gợi ý, tất cả những chuyện, giả dụ nói chúng ta đi khách sạn nha, chúng ta là do bên bị cáo đưa ra, chứ không phải bên cảnh sát đưa ra. Anh Khải, với như vậy nữa, vấn đề là họ có hai cái vấn đề là họ phải bảo vệ cái người nạn nhân mà đã đến tố cáo cái ông Minh Béo, và hai nữa họ phải khám phá ra là cái điều này có thật không, thì họ phải bảo vệ tất cả những trẻ em hoặc là những vị thành niên trong cái cộng đồng đó, thì họ phải biết để họ còn hành động những cái mà làm những cái mà có mà để ngăn ngừa có ông những Minh biện Béo. Pháp để mà loại trừ những cái thành phần như vậy trong xã hội. Kính thưa quý vị, lý do mà Khải đưa ra những cái suy đoán đó không phải Khải suy đoán bừa, tại vì Khải đọc theo cái cáo trạng ở đây đó, tức là attempt, lewd act, có nghĩa là có ý đồ, có kế hoạch muốn có những cái hành động xúc phạm, dâm dục đối với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ trẻ em dưới 14 tuổi để mà làm những cái việc đó, thì theo như Khải biết đó là như vậy. Thường á, cảnh sát họ sẽ trình bày để cho bị cáo biết là họ là trẻ vị thành niên, mà bị cáo vẫn kêu họ, hẹn họ đến những cái nơi nào đó và đã có cái gợi ý sẽ làm những cái chuyện dâm dục đó. Thì kính thưa quý vị, theo Khải hiểu, thường cái thông lệ là cảnh sát đã ngồi chờ, ví dụ trong phòng khách sạn đó, thì khi mà cái người này mở cửa bước ra là cảnh sát có thể cầm tay họ liền. Tại vì đã cấu thành tội, tức là tôi đã có bằng chứng, anh hứa hẹn
đến cái chỗ này và anh hứa hẹn với một người trẻ vị thành niên, và đương nhiên anh biết anh bước vô là anh để tiếp tục phải không ạ? Để... Vâng, thì luật pháp Hoa Kỳ tóm tắt lại là để bảo vệ những người không bảo vệ được mình, nhất là các trẻ em. Khác với Việt Nam rất là nhiều, có nhiều trường hợp mà chúng tôi đã đọc báo hoặc đã thấy qua mạng, và hay là đã thấy trong Quốc hội Hoa Kỳ á, mà được tố cáo trong Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam đã để cho những cái người như là có những hành động như là cái tình nghi ông Minh Béo đó, thì đó là thoát khỏi cái lưới pháp luật. Vâng, thoát khỏi cái lưới pháp luật đó, và các trẻ em đó không ai ngó ngàng đến hết, và đã sống một cuộc sống mà nó rất là có hại cho tâm thần của họ. Tức là theo như luật sư nói như vậy, là coi như ở xã hội Việt Nam chúng ta hiện thời, những cái người đơn thân thất thế, đúng không? Đơn thân thế cô đó, mà những cái tầng lớp mà gọi là bị yếu kém trong xã hội, không có cái khả năng bảo vệ họ, là không có được pháp luật bảo vệ. Yếu kém là vì pháp luật không bảo vệ, và yếu kém là vì họ không có tài chính. Dạ. Thì kính thưa quý vị, giống như là chúng tôi có lẽ xin phép mời luật sư trở lại để trong một cái chương trình tới chúng ta sẽ nói thêm về, giống như là trong cái lần chương trình phỏng vấn trước luật sư có hỏi bên biện lý, đúng không ạ? Vâng. Là bị cáo này đã từng mang tiếng, là từng bị rất nhiều người tố cáo ở Việt Nam, mà đã lên cơ sở truyền thông, rất là nhiều người đã biết những chuyện đó, mà anh ta vẫn không có hề bị một cái gọi là hậu quả gì, phải không ạ? Dạ vâng. Thì đó là giống như luật sư nói, đó là vì cái xã hội, cái cơ chế xã hội nó tạo, nó gọi là gần như là nó bao che, nó dung túng cho những người như vậy. Vâng, cái đó là cái chính quyền Việt Nam họ không có cái hệ thống mà bảo vệ cho các người nạn nhân. Dạ. Hơn nữa là họ cũng không có nghĩ đến bảo vệ các người nạn nhân, đến nỗi mà chúng ta đây tại Hoa Kỳ phải đến Quốc hội Hoa Kỳ và xin Quốc hội Hoa Kỳ nói chính quyền Việt Nam chú ý đến cái vấn đề đó. Nếu không chú ý thì chúng ta sẽ không có những cái quyền lợi kinh tế, trao đổi quyền lợi kinh tế với lại chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đến nỗi mà khi mà Quốc hội Hoa Kỳ đã cho những cái điều kiện như vậy vẫn không sửa đổi được, và sửa đổi rất là, nếu họ nói có sửa đổi nhưng mà sửa đổi rất là ít, và không có cái kết quả mà nó làm cho cái xã hội Việt Nam tốt lành hơn, và nhân bản hơn, văn minh hơn. Vâng, và những một cái mà chúng tôi cá nhân nghĩ là xã hội Việt Nam cần sự cải thiện trong vấn đề về tôn giáo rất là nhiều, và phải chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đẩy tôn giáo với người dân nhiều hơn, và cho tự do tôn giáo nhiều hơn, để chúng ta có cái sự đạo đức, giáo dục đạo đức cho người dân. Thì khi có sự giáo dục đạo đức á, thì có thể những cái vấn đề này sẽ bớt đi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, có lẽ luật sư đang nói về vấn đề xã hội, đó là đạo đức suy đồi, tức là cái vấn đề trăm năm trồng người, trong cái quá trình mà bao nhiêu năm nay sống trong cái xã hội như vậy, nó tạo lên những con người như vậy. Thì giống như chúng tôi có trình bày, tại sao nãy giờ chúng tôi phải bỏ rất nhiều thời gian để nói vấn đề pháp lý, để gần như Khải có thể giống như luật sư khẳng định là bị cáo này không có bị oan, có nghĩa là ở bên đây tòa án không có dư thời gian, phải không ạ, để mà gài bẫy ai hết, mà khi mà bên công tố viện họ đã chấp nhận truy tố là thường họ nắm trong tay rất đầy đủ bằng chứng họ mới truy tố. Thành ra bị cáo này không bị oan, nhưng mà trong những ngày qua cái bị cáo vẫn có cái quyền lợi là không có tội, tới khi nào bộ thẩm đoàn kết tội thì mới có tội. Vâng, tóm tắt lại là cái chương trình hôm nay như anh Khải nói, mình cần nói thêm nữa là vì tóm tắt lại một cái phiên xử mà rất là nổi tiếng, mà cả thế giới đều biết hết, và nó có thể là dưới sự so sánh trong cái bộ hình sự Việt Nam và bộ hình sự Hoa Kỳ, đó là cái phiên xử của cha Lý. Cha Lý là vì vấn đề hai, như vấn đề tôi nói, vấn đề xã hội là không có tự do tôn giáo, thứ nhì là cha Lý không có cái sự mà bên luật sư bảo vệ, không có một cái hình xử mà không có cái mục xử xét mà công bằng, tức là cái hệ thống tòa án không có công bằng, không có hợp lý, không có minh bạch. Và khi hy vọng Thùy Hải có thể mời luật sư trở lại trong chương trình tới để chúng ta nói về cái vấn đề, cái tâm lý xã hội nữa, thưa luật sư, tại vì chúng ta thấy là trong những ngày qua báo chí Việt Nam vẫn tiếp tục bao che, vẫn tiếp tục lăng xê, vẫn tiếp tục và như là bảo vệ bị cáo này, đưa tin nhưng mà toàn là đưa những cái tin để mà lên cáo buộc
không ạ? Cảnh sát Mỹ để làm cho người dân tội nghiệp mà những cái dạ. mà thay vì cái người mà đáng được bảo vệ là những trẻ em, những kẻ dùng cái từ những kẻ bị hại. Dạ vâng. Dạ xin mời luật sư có lời chia tay với khán giả. Dạ, vâng. Những cái gì có cần luật sư chia sẻ để dạ, vâng. chia tay. Trước hết là xin cảm ơn anh Khải rất là nhiều đã điều hành chương trình ngày hôm nay và đưa ra nhiều câu hỏi rất là hay và có lợi và phát biểu nhiều ý kiến cho cộng đồng Việt Nam cũng như là xã hội Việt Nam. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để đến đây chia sẻ với quý khán giả của đài Việt Mỹ Television và trình bày thêm về luật pháp Hoa Kỳ cũng như là những cái quyền lợi của người dân tại Hoa Kỳ so sánh với lại công dân tại Việt Nam. Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư và xin thân ái kính chào quý khán giả của